Chào quý vị, hôm nay mình uh, muốn trò chuyện về cái đề tài này một tí liên quan đến quyền lợi an sinh xã hội uh, Rất nhiều người bị trong cái tình trạng này, tình trạng mà an sinh xã hội tính hưu bỗng cho mình Anh này qua Mỹ đi làm hai jobs, uh, thu nhập trung bình khoảng chừng 60.000 một năm Có năm anh làm khoảng 50 mấy ngàn, có năm trên 60, nhưng mà mình lấy mức trung bình là khoảng 60.000 một năm ha rồi vừa khai hu thì anh rất bỡ ngỡ bởi vì an sinh xã hội đưa ra cái số tiền mà anh được lãnh nó lại ít hơn cái tiền mà mình có thể lãnh trợ cấp SI mà không cần làm việc và đóng thuế gì hết mình cũng lãnh được cao hơn cái mức mà anh lãnh hu à, anh nói thêm rằng là an sinh xã hội thiên vị người có thu nhập thấp à, mình muốn chia sẻ một tí để quý vị xem là an sinh xã hội chương trình an sinh xã hội có phải là thiên vị người có thu nhập thấp hay không? Như quý vị biết là an sinh xã hội có hai chương trình cung cấp quyền lợi cho mình, một cái thì liên quan đến tính chỉ mình làm việc và đóng thuế an sinh xã hội hoặc là gia đình mình làm việc và đóng thuế an sinh xã hội, có nghĩa là mình có thể lãnh uh, quyền lợi, hưu bổng, vân uh, vân từ hồ sơ của vợ hay chồng mình làm việc uh, và đóng thuế an sinh xã hội hoặc là nếu mình là con dưới tuổi uh, thành niên có thể lãnh từ hồ sơ cha mẹ, vân vân ở đây là mình muốn nói về vấn đề hưu ha, Đà, thì mu mình muốn lãnh hưu thì ít nhất là mình phải làm việc 10 năm trở lên và có 40 tính chỉ à, để mà lãnh hưu. Còn một cái khác là bởi vì thấy không có liên quan gì hết tính chỉ à, là chương trình SSI có nghĩa là trợ cấp dựa theo nhu cầu cần thiết và họ xét một vài điều kiện khác nữa. Nếu mà mình đáp ứng được đứng, được những điều kiện ấy thì mình sẽ lãnh được cái phần tiền rồi cộng thêm cái bảo hiểm y tế của tiểu bang là Medicaid, thưa quý vị. thì chương trình SSI này đó, thì cho những người thu nhập thấp hoặc là không có thu nhập, thì khi mà anh được an sinh xã hội cung cấp với con số mình sẽ chia sẻ uh, đi đến con số ấy nha, thì nói rằng là không có công bằng gì hết, mình đi làm số tiền cũng cao nữa mà bây giờ mình lãnh cái phần tiền nó lại không bằng những người không đi làm không đóng góp gì hết nên cái chương trình an sinh xã hội rất là bất công thiên vị những người có thu nhập thấp hoặc là không có thu nhập. Anh này anh sang Mỹ cả khoảng chừng 13 14 năm trước và có năm anh đi làm, có năm anh không đi làm nhưng mà vừa uh, tổng cộng là có được 10 năm làm việc nha. Là đủ 40 tính chỉ để khai khu. Thì anh sinh năm 1960 như quý vị biết, 60 thì năm tới 2022 là bước vào tuổi 62 mình có thể khai hưu non được ở tuổi này ha. Hưu non được ở tuổi này. Thì anh đi làm, có năm đi làm, có năm không đi làm như hồi nãy mình nói đó thì có năm anh làm việc trên 50.000 một tí, có năm thì trên 60.000 một tí ha, mình lấy cái tổng cộng là cái mức trung bình là khoảng 60.000 một tí ha quý vị. Thì đó anh vừa đến an sinh xã hội liên lạc an sinh xã hội để mà khai hưu như quý vị biết đó thì mình có thể liên lạc an sinh xã hội khoảng chừng 4 tháng trước 4 tháng để mà mình khởi cái đơn để mà khai hưu à, có nghĩa là nếu mà mình muốn khai hưu vào tháng 12 năm nay đi 2021 thì mình có thể liên lạc an sinh xã hội bắt đầu từ tháng 8 năm nay 2021 để mà nói họ rằng là hey tháng 12 tôi muốn khai hưu à, hai quý vị Tất nhiên là ít nhất mình phải 62 tuổi Ở lúc đó thì mình mới được khai hưu ha Nhưng mà mình có quyền liên lạc trên xã hội 4 tháng trước khi uh, Mình muốn khai hưu uh, Mình có thể liên lạc 3 tháng cũng được 2 tháng cũng được Hoặc là một tháng cũng được Nhưng mà mình có quyền liên lạc trước khi 4 tháng ha. Là khi anh liên lạc trên xã hội Thì anh sẽ xã hội đưa ra cái con số mà anh rất là ngỡ ngàng Không có nghĩ rằng là với cái mức mà mình thu nhập mà mình có như vậy mà mình lãnh cái 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 cái, cái phần tiền hưu của mình lại ít hơn uh, những người mà không đi làm được lãnh từ SSI nữa. Cái phần tiền SSI uh, nếu mà năm nay 2021 mà mình được lãnh ở mức tối đa cho một người thì mình lãnh được 794 đồng một tháng, đúng không quý vị. Rồi năm tới thì họ tăng lên một tí 2022. Nếu mình lãnh đến mức tối đa thì mình sẽ lãnh được 841 đồng một tháng phải không quý vị. À, tại sao mà anh không nhìn vào cái bản tường trình an sinh xã hội để mà biết cái phần tiền hưu à, mình sẽ lãnh được bao nhiêu lúc mình ở tuổi 62 à, hoặc là khi mình đến tuổi hưu chính mình lãnh bao nhiêu à, hoặc là trì hoãn mình sẽ lãnh được bao nhiêu. Như quý vị đã biết đó, cái bản tường trình an sinh xã hội nếu mà hồ sơ của mình chưa có 40 tính chỉ trong đó là phần đông không có thấy được cái sự ước lượng là cái phần tiền hưu hưu non hoặc là hưu chính hoặc là trì hoãn lãnh được bao nhiêu mà chỉ hiện ra những cái con số chẳng hạn như là tiền bệnh nếu mà mình chẳng may mình bị bệnh mình lãnh được bao nhiêu hoặc là qua đời thì thân nhân mình lãnh được bao nhiêu vân 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 chứ cái phần tiền hưu thì hầu như không có đó là lý do tại sao anh vừa có được 40 tính chỉ rồi đầu năm tới, đầu năm 2022 là anh muốn khai hưu à, tuổi hưu non, tuổi 62 Thì anh sinh xã hội mới đưa ra con số mà anh rất là ngỡ ngàng vì anh nghĩ rằng Với cái phần tiền à, thu nhập mà Trung bình khoảng 60.000 một năm như vậy đó Là con số là anh ít nhất cũng phải uh, 1-2.000 uh, Trên mức đó, uh, chứ không có thấp như vậy Cái cách mà anh sinh xã hội tính hưu mình cũng chia sẻ uh, rất nhiều video trong channel này rồi uh, Khi mà anh này nói đến rằng là quyền lợi sinh xã hội Thì anh sinh xã hội thiên vị những người không có thu nhập Hoặc là ít thu nhập có đúng hay không Nếu mà nói về phần SSI đó là Phần đông ai cũng biết rằng là đúng phải không quý vị Nếu mà mình không có thu nhập Thì mình có thể lãnh được ở cái mức tối đa là 794 đồng một tháng còn ví dụ như là mình có đi làm trong tháng đi, mình đi làm 200 đồng tháng đi thì mình không có thể nào mà lãnh được 794 đồng này nữa là tại vì an sinh xã hội sẽ khấu trừ một phần của 200 đồng này vào đó thì cái 794 này bị trừ đi, mình còn nhận ít lại. Mình không có thu nhập thì mình nhận càng cao, mình có thu nhập ít thì mình nhận ít lại một tí mà mình càng có thu nhập nhiều thì cái phần SSI nó lại bị thụt lại một tí. Nhưng mà hưu thì sao? hưu thì có có thiên vị hay không? Có thiên vị cho uh, những người mà có thu nhập ít hay là không? Thì mình muốn chia sẻ uh, cái phần này một tí ha. Cách tính hưu của an sinh xã hội thì như quý vị đã biết là an sinh xã hội dùng tổng cộng là 35 năm, dùng con số 35 năm thì tương đương với 420 tháng để mà tính hưu cho mình. Nếu mà mình làm 35 năm thì họ lấy hết 35 năm năm luôn còn nếu mà mình làm trên 35 năm thì họ sẽ điều chỉnh uh, những cái thu nhập ấy ví dụ như là mình làm 36 năm đi ha uh, thì họ chỉ lấy 35 năm nào mà cao nhất thôi cao nhất thôi sau khi họ điều chỉnh những cái thu nhập uh, hàng năm của những năm đó lại với cái giá hiện tại xem những năm nào cao nhất thì họ chỉ lấy 35 năm cao nhất thôi thì họ loại ra một năm còn lại để mà tính thu ha rồi như quý vị cũng đã biết là nếu mà mình làm việc không tới 35 năm chẳng hạn như tình trạng anh này chỉ làm việc 10 năm thôi thì họ sẽ lấy hết 15 năm 10 năm này cộng lại, đó cộng lại hết 10 năm này rồi 25 năm kia anh không có đi làm đó thì họ cộng lại 25 năm đó là thu nhập là không. Rồi họ cộng lại hết những cái thu nhập ấy rồi họ mới chia ra 35 năm là họ chia 420 tháng, vâng quý vị. Right. nói đến thiên vị thì quý vị thấy cái này là không có công bằng cho những người mà làm việc ít năm hơn có nghĩa là ít hơn 35 năm và quý vị bởi vì khi mà họ chia thì họ không chia những cái năm mà mình làm việc thôi à, chẳng hạn như tình trạng này thì chia 10 năm thôi mà họ chia 35 năm thôi à, đó là lý do mà cũng đẩy con số tiền hưu của mình nó xuống thấp hơn một tí và quý vị à, tình dạng anh này ở qua Mỹ 13 14 năm trước 13 14 năm trước rồi năm tới 2022 là 62 tuổi là muốn khai hu ở lúc đó 13 14 năm trước thì mình có thể quay lại là khoảng bao nhiêu 2008 2009 sang Mỹ phải không 2008 uh, hoặc là 2009 uh, sang Mỹ Ha. mà có năm anh làm có năm anh không làm là tổng cộng là 10 năm uh, làm việc và có năm thì trên uh, 50.000 có năm thì trên 60.000 làm hai việc nên mình lấy tổng cộng là coi như là 60.000 đi ha Rồi nhân cho 10 đó nhân cho 10 năm thì tổng cộng cái phần tiền mà anh làm việc là tổng cộng là 600.000 với quý vị 600.000 đồng đó là đây là cái con số tổng cộng uh, thu nhập của anh có trong 10 năm ha Tất nhiên là an sinh xã hội sẽ điều chỉnh cái phần tiền này lại với cái giá hiện tại. Vào năm anh khai hưu, có nghĩa là năm tới 2022 anh muốn khai hưu không quý vị. Thì mình sẽ vào trang này, trang này mình đã share với quý vị một những cái video trước rồi. Vào đó để xem là những cái đồng tiền mà mình có được, có nghĩa là cái thu nhập mình có được, chẳng hạn như là 2008, 2009 hoặc là 2015 Uh, bởi vì cái đồng, dòng tiền nó bị lạm phát, bị mất giá Nên uh, lúc mà mình khai hưu ở năm tới Là sẽ được uh, điều chỉnh là bao nhiêu ha quý vị Thì cái trang này là mình vào ha Mình sẽ vào cái trang này ha quý vị Đã, Trang này đó, trang này đây ha Rồi mình sẽ để là cái năm mình muốn khai hưu Chẳng hạn như đây là năm tới, anh muốn khai hưu Thì mình chỉ nhấn vào đây thôi Để xem những cái thu nhập mình có Chẳng hạn như là anh bắt đầu làm việc Đây là của những năm ha nó bắt đầu làm việc có thể là từ 2008 đây ha quý vị. Thì nếu mà một đồng hồi lúc trước đó mình có là bây giờ là phải một đồng 34 sen, đồng 34 35 sen mới bằng đồng hồi đó nha. Thì mình sẽ điều chỉnh những cái thu nhập này lại. Quý vị thấy này của những cái năm gần nhất đó, có nghĩa là hai năm gần nhất 2021 và 2020 thì anh xin xã hội giữ nguyên cái mức là một uh, chấm nha, họ không có uh, Tính khi mình bước vào tuổi 60 là họ bắt đầu ngừng điều chỉnh rồi nha quý vị Nên là những cái mức này là mức điều chỉnh Từ 2008 cho đến đây nha Thì trong cái khung thời gian này anh chỉ làm việc 10 năm thôi Ở đây là nhiều hơn 10 năm nhưng mà mình chỉ lấy 10 năm thôi ha quý vị Vì có năm anh làm, có năm anh không làm à, Nên mình sẽ không nhân từng cái từng cái như vậy Mất công à, của quý vị ha quý vị Mình sẽ lấy con số ở khoảng chừng khoảng giữa đây thôi Có nghĩa là những thu nhập của anh có Mình sẽ nhân lên Uh, 1.15 để tìm ra cái cái phần tiền uh, hiện tại coi là bao nhiêu hả quý vị Alright, mình sẽ lấy 600.000 đồng này là, là tổng cộng 10 năm anh làm việc rồi mình nhân 1.15 để tìm ra cái tiền của anh tổng thu nhập của anh sau khi điều chỉnh lại hả quý vị thì cái đó là 690.000 đúng không quý vị khoảng chừng 690.000 đồng ha. Có nghĩa là tổng cộng anh làm việc được 600.000 uh, đồng cho 10 năm. Nhưng mà an sinh xã hội điều chỉnh lại. Sau khi điều chỉnh thì đây là cái mức tiền ha. Thì đó khi mà họ có cái con số này đó, con số tổng thu nhập sau khi điều chỉnh như vậy rồi đó. Thì họ mới đi đến cái công thức để mà tính hưu ha quý vị. Alright, mình muốn lấy cái cái số tiền này là 690.000 này đem qua bên đây để mình tính tiếp ha quý vị. Right. 690.000 ha. Đó là tổng thu nhập sau khi điều chỉnh ha quý vị. Rồi quý vị biết là an sinh xã hội khi mà họ tính thu á thì có 3 bước để mà tính thu phải không? 3 bước để mà tính thu ha. Bước thứ nhất thì họ sẽ lấy cái con số này nè, đó để mà chia ra 420 tháng để mà tìm ra coi cái mức trung bình mỗi tháng là bao nhiêu ha thì mình lấy 690.000 đồng này chia cho 420 tháng họ không có chia 35 năm mà họ chia 420 tháng quý vị thì ra cái con số trung bình là 1.643 đồng ha đó có nghĩa là 1.643 đồng trung bình nha đó là con số trung bình như vậy ha quý vị đó, đó là cái bước thứ nhất ha bước đầu tiên ha Right, bước thứ hai là họ muốn tìm ra cái phần tiền mà mình có thể lãnh ở tuổi hưu chính, vâng, quý vị? Phần tiền mình có thể lãnh ở tuổi hưu chính ha. À, bởi vì anh này khai hưu là đầu năm tới 2022, lúc đó mới bước vào tuổi 62 nên mình nhìn mình sử dụng cái công thức mới ha quý vị ở tuổi 62 nha. Nghĩa là những con số nó hơi có sự khác biệt một tí ha. Thì cái bước hai này là nó lại có ba bước nhỏ, bước A là đó nếu mà cái phần tiền này đó mà trên cái con số này nha có nghĩa là 1 1024 đồng nữa thì mình mới áp dụng được những bước khác nữa Thì bước A đó 1024 đồng đầu tiên á thì mình sẽ nhân 90% ha, nhân 90% ha quý vị. Nhân 90% nha. Thì bây giờ cái này là 1643 đồng thì mình lấy 1024 đồng trong này ra mình nhân cho 90 phần trăm ha thì khi mình nhân 90 phần trăm như vậy á thì nó ra là bao nhiêu 921 đồng quý vị 921 đồng ha Alright bước A mình có cái con số này rồi ha bây giờ mình đi tiếp, đi tiếp bước B ha quý vị đi tiếp bước B ha đó, bước B nha thì đó bước B đó nếu mà cái phần tiền này đó mà trên 1024 đồng đó thì mình lấy những cái gì mà từ 10... 24 đồng cho đến 6 172 đồng đó mình lấy khúc này nè Nhân tiếp là nhân 32% ha quý vị. Nhân 32% nha. Thì hồi nãy đó là 1643 đồng ở đây nè. Mình đã lấy bao nhiêu? Mình lấy hết 1024 đồng ra rồi không quý vị. Đó có nghĩa là mình lấy cái này ra rồi ha thì bây giờ mình lấy 1643 đồng này này mình trừ 1024 coi còn lại bao nhiêu ha quý vị khi mà mình trừ như vậy đó thì có nghĩa là nó còn lại là bao nhiêu 619 đồng quý vị 619 đồng ha thì mình lấy 619 đồng này nè mình nhân cho 32 phần trăm này ha quý vị mình nhân 32 phần trăm này nha khi mà mình nhân như vậy thì nó ra bao nhiêu nó ra là 100 98 đồng đó, quý vị 198 đồng Alright, coi như mình đã xong bước A và B rồi không quý vị mình còn lại bước C ha bước C đó nếu cái phần tiền này đó mà trên 6.172 đồng ha có nghĩa là những cái phần tiền nào mà từ 6.172 đồng đó trở lên trở lên bất kể là con số nào nè có thể là 8.000 9.000 10, 10.000 10, gì vân vân ha thì mình sẽ nhân cho 15% ha quý vị à, phần đông đó là ít có quý vị nào mà xin xã hội dùng tới cái công thức uh, chương trình xin xã hội dùng tới công thức mà nhân uh, cho cái bước C lắm bởi vì thường thường mà cái bước A và B đó uh, giữa cái khung này là 1024 6172 là hầu như là bị hết rồi ha quý vị thì ở trong cái tình trạng của anh này thì cái con số trung bình là 1643 bước một mình đã lấy 1024 nhân 90% rồi bước bước A đó rồi bước B mình đã lấy những cái con số chính giữa trong này có nghĩa là 619 đồng này nè à, còn lại đó mình đã nhân cho 32 phần trăm rồi nên bước C đâu có còn gì nữa đâu có vị ở đây có nghĩa là mình không có còn gì nữa hết đó không có còn gì nữa hết đó để mà nhân hết đó có nghĩa là hai bước A và B là mình đã xong rồi đúng không thì ở đây không có gì hết mình sẽ đem có cái phần này qua đây là không có gì hết ha. rồi đó mình mới cộng tất cả những này lại là sẽ ra những con số này lại là sẽ ra cái phần tiền anh này có thể lãnh ở tuổi hưu chính ha. Như hồi nãy mình nói là anh này sinh năm 1960 thì tuổi hưu chính là 67 tuổi. Có nghĩa là nếu anh đợi tới tuổi hưu chính là lúc mà 67 tuổi đó thì mới lãnh được 100% từ những con số này ha. Thì bây giờ mình cộng 921 và 198 đồng lại thì có khoảng bao nhiêu khoảng chừng 1119 đồng đúng không, quý vị 1119 đồng ha có nghĩa là anh nếu mà anh đợi đến 67 tuổi đó, thì anh sẽ lãnh được cái phần tiền này ha anh nói rằng là hả anh khai hu bây giờ là khai hu ở tuổi 62 phải không năm tới 2022 cái phần tiền mà mình lãnh được là ít hơn cái phần tiền SSI với mức tối đa hồi nãy mình đã trình bày với quý vị rồi phải không quý vị SSI năm nay 2021 mức tối đa mình có thể lãnh được là 794 đồng một tháng và năm tới thì họ tăng lên 2022 thì họ tăng lên là 841 đồng một tháng ở mức tối đa vẫn vị mà bây giờ cái phần tiền anh này lãnh là 1119 đồng nếu mà đợi đến tuổi hưu chính đến 67 hưu chính mà bây giờ anh khai hưu non anh khai ở tuổi 62 có nghĩa là năm tới 2022 2022 là anh ở tuổi 62 Ờ à, Cái phần tiền anh lãnh bao nhiêu mà nói rằng là ít Thì đây là cái phần tiền tuổi hưu chính 1119 Nếu mình đợi tuổi hưu chính Nếu mình khai hưu non thì nó ít lại phải không vị Không có còn lãnh 100% nữa Mà chỉ lãnh có 70% từ cái phần tiền này thôi Thì mình nhân 70% thôi Thì nếu mà anh khai hưu non năm tới thì cái phần tiền mà anh có thể lãnh được nó sẽ bị ít lại có nghĩa là khoảng chừng bao nhiêu một tháng vậy khoảng chừng 783 đồng một tháng phải không 783 đồng một tháng đó 783 đồng này là quý vị thấy so với cái phần tiền SSI này là ít hơn phải không quý vị ít hơn ha an sinh xã hội thiên vị người có thu nhập thấp à, quý vị có thấy là đúng hay là không hồi nãy mình trình bày uh, chương trình SSI mình có thu nhập ít hoặc là mình không có thu nhập thì cái phần tiền mình lãnh là càng được cao hơn quý vị. Rồi bên SS hoặc là SSA thì cái phần tiền mình lãnh liên quan đến tính chỉ đặc biệt là tiền hưu Cái công thức an sinh xã hội có thiên vị người thu nhập thấp hay không? À quý vị thấy là cũng thiên vị người thu nhập thấp. Có thu nhập thấp luôn phải không quý vị? Nếu mà mình nhìn vào cái phần này nè nha, cái phần này nè, cái phần mà thứ nhì đó cái bước thứ nhì đó quý vị thấy không nếu mà cái phần tiền nào của mình mà ít đó thì lại được nhân nhiều phải không nhân 90 phần trăm phải không có nghĩa là 1024 đồng đầu tiên thì được nhân 90 phần trăm nhưng mà nếu cái con số trung bình này của mình mà trên cái 1024 này đã quý vị thấy không giữa 1024 và 6.172 đồng á có nghĩa là giữa con số này nè 1024 bốn và 6172 đó thì nhân bao nhiêu đâu có còn 90 phần trăm nữa đâu không vị mà là 32 phần trăm ở đây phải không đó Rồi ví dụ mà con số này á, cao hơn nữa muốn có con số này cao hơn có nghĩa là tổng thu nhập của mình phải càng cao hơn nữa phải không vị tổng thu nhập của mình phải càng cao hơn nữa thì an sinh xã hội lại đó ít thiên bị hơn nữa phải không vị có nghĩa là họ để cái phần trăm mà nhân vào đó lại ít hơn nữa chỉ còn có 15 phần trăm thôi bởi vậy nếu mà thu nhập mình mà mình có càng ít ở đây đó thì cái phần trăm mình lại được nhân nhiều chứ họ không có nhân 90 hết cho phần A phần B phần C mà hãy thu nhập mà ở đây mà càng cao thì lại càng ít lại nữa phải không vị Vậy nếu anh này khai hưu năm tới 2022 cái phần tiền mình lãnh là 783 đồng một tháng nó thấp hơn cái mức SSI thì sao có một vài điều mình cần phải lưu ý phải không vị nếu mình khai năm tới ở tuổi 62 như vậy thấp hơn thì lúc mình đến 65 tuổi uh, cái cái phần tiền mình lãnh uh, dựa theo cái mức lạm phát thì lúc đó nó cũng tăng lên quý vị. Cái phần 783 này cũng tăng lên nhưng mà cái mức SSI lúc đó cũng tăng lên luôn. Nếu mà mình đáp ứng được một vài điều kiện khác thì mình kêu an sinh xã hội xét cái chương trình SSI cho mình để bổ sung thêm một tí. Uh, nữa ha quý vị. Mặc dù là bổ sung không có nhiều gì mấy nhưng mà mình được cái là mình có cái Medicare, cái chương trình Medicare của tiểu bang để mà hỗ trợ uh, chương trình Medicare của mình có. Nếu mà mình có gia nhập Medicare lúc đó ha quý vị. Và cái khác nữa là nếu mà mình có phần B uh, Medicare phần B thì nếu mình có Medicare của tiểu bang như vậy đó, thì cũng trả cho cái phần B này cho mình luôn. Và phần B thì chỉ có chi trả có 80% thôi Thì 20% kia thì Medicaid cũng hỗ trợ phần nào vào đó luôn nữa quý vị Nếu mà mình trì hoãn hưu trí Một trong những cái video mình nói đó Nếu mà mình ở 62 tuổi Mà cái phần tiền mình lãnh lúc đó thấp hơn SSI Mình muốn trì hoãn đến tuổi 63 hay là 64 ờ uh, Hoặc là đến 65 luôn Rồi mình mới khai hưu rồi khai uh, uh, Nghĩ rằng là mình có thể khai SSI lúc đó luôn thì lúc đó có thể là cái tiền hu của anh này đã vượt quá cái mức SSI rồi nên sẽ không được cứu xét SSI ở lúc đó ha quý vị. Đó là cái mà cần lưu ý ha. Và nếu khai hu ở tuổi 62 năm tới 2022 thì hãy lưu ý đến cái giới hạn an sinh xã hội giới hạn thu nhập từ việc làm của mình nữa. Nếu mình khai hưu non ở tuổi 62 năm tới mà mình đi làm thêm thì hãy lưu ý cái thu nhập của mình đừng có quá 1630 đồng một tháng hoặc là nguyên một năm đừng có quá 19.560 đồng cho quyền năm cứ mỗi hai đồng mà quá như vậy quá cái giới hạn như vậy thì cái quyền lợi của mình bị khấu trừ đi một đồng á quý vị ờ, như vậy là an sinh xã hội thiên vị SSI có đúng hay không đúng mình đồng ý vâng vì nhưng mà SS hoặc là SSA thì có thiên vị không mình cũng thấy là nếu mà thu nhập mình càng thấp thì lại càng thiên vị chẳng hạn như nãy mình nói là cái phần trăm mà nhân là thiên vị phải không? Cái khác nữa đó là quý vị thấy cái chương trình SSI này đó nếu mà mình không có tính chỉ uh, từ cái tiền hưu chẳng hạn như không có đủ 40 tính chỉ đó thì mình muốn xin SSI mình phải là quốc tịch Mỹ phải không? Quốc tịch Mỹ mới xin được phải không? Nhưng mà khi mình có 40 tính chỉ mà mình lãnh hưu như vậy đó mà hưu mình thấp mình kêu SSI anh xin xã hội SSI bổ sung thêm thì đâu có cần quốc tịch mỹ đâu mình có thể là thường chú nhân đó cũng xin được luôn nên là cũng thiên vị cả hai luôn quý vị à, nên khi anh này nói rằng là an sinh xã hội thiên vị người thu nhập thấp mình đồng ý hết cả hai luôn All này right, đó là một vài thông tin mình muốn chia sẻ để quý vị có thể nhìn vào nó để mà có thể là tối đa quá à, cái tình trạng của mình à, trong cái quyền lợi an sinh xã hội có gì mình sẽ trở lại những video sau chào quý vị